thực hành tốt trong kiểm tra chất lượng. 1. Quy định chung, kiểm tra chất lượng là một phần của GMP liên quan đến việc lấy mẫu, tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, cũng đồng thời liên quan đến vấn đề tổ chức, hồ sơ tài liệu và quy trình duyệt xuất để đảm bảo đã tiến hành các phép thử phù hợp và cần thiết, và nguyên vật liệu không được xuất cho sử dụng hoặc sản phẩm không được xuất đem bán hay cung cấp, nếu như chúng chưa được đánh giá là đạt chất lượng. Kiểm tra chất lượng không chỉ bó hẹp trong các hoạt động của phòng thí nghiệm, mà bao gồm mọi quyết định liên quan đến chất lượng sản phẩm. Tính độc lập của bộ phận kiểm tra chất lượng so với bộ phận sản xuất được coi là yêu cầu cơ bản. Mỗi nhà sản xuất, chủ sở hữu giấy phép sản xuất đều phải có bộ phận kiểm tra chất lượng. Bộ phận kiểm tra chất lượng cần phải độc lập với các bộ phận khác và thuộc quyền quản lý của một người có trình độ và kinh nghiệm phù hợp. Người này có thể điều hành một hoặc nhiều phòng thí nghiệm cần có đủ nguồn lực để đảm bảo rằng mọi biện pháp về kiểm tra chất lượng đều được thực hiện có hiệu quả và đáng tin cậy. Các yêu cầu cơ bản đối với kiểm tra chất lượng như sau. 1. Phải có đủ cơ sở trang thiết bị, nhân viên được đào tạo và quy trình được phê duyệt để thực hiện việc lấy mẫu, kiểm tra và kiểm nghiệm nguyên liệu ban đầu, nguyên vật liệu bao gói, sản phẩm trung gian, bán thành phẩm và thành phẩm. Và nếu cần để theo dõi điều kiện môi trường vì mục đích tuân thủ nguyên tắc GMP. 2. Việc lấy mẫu nguyên liệu ban đầu, nguyên vật liệu bao gói, sản phẩm trung gian, bán thành phẩm và thành phẩm phải được thực hiện bằng các phương pháp và do những nhân viên được bộ phận kiểm tra chất lượng phê duyệt. 3. Phải thực hiện việc thẩm định. 4. Phải lập hồ sơ, bằng tay và hoặc bằng thiết bị ghi chép để chứng minh rằng tất cả các quy trình lấy mẫu, kiểm tra và kiểm nghiệm cần thiết đều đã thực sự được tiến hành, và bất kỳ sai lệch nào so với quy trình đều đã được ghi đầy đủ vào hồ sơ và được điều tra. 5. Thành phẩm phải có chứa các chất theo đúng thành phần định tính và định lượng của sản phẩm như được mô tả trong giấy phép lưu hành. Các thành phần phải đạt mức độ tinh khiết quy định, được đóng trong bao bì phù hợp và dán nhãn đúng. 6. Phải ghi lại kết quả kiểm tra và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn đối với các nguyên vật liệu và sản phẩm trung gian, bán thành phẩm và thành phẩm. Việc đánh giá sản phẩm phải bao gồm cả việc rà soát và đánh giá các hồ sơ tài liệu về sản xuất có liên quan, việc đánh giá những sai lệch so với quy trình đã định. 7. Không được xuất một lô sản phẩm nào ra bán hay cung cấp trước khi người được ủy quyền chứng nhận rằng lô sản phẩm đó theo đúng các yêu cầu trong giấy phép lưu hành. Ở một số nước, bằng luật định, người ta quy định việc xuất lô phải là nhiệm vụ của người được ủy quyền của bộ phận sản xuất và người được ủy quyền của bộ phận kiểm tra chất lượng. 8. Cần lưu giữ đủ lượng mẫu nguyên liệu ban đầu và thành phẩm để có thể kiểm nghiệm sản phẩm sau này nếu cần thiết. Mẫu lưu phải được giữ trong bao bì ngoài trừ khi bao bì ngoài có kích cỡ đặc biệt lớn. Kiểm tra chất lượng nói chung cũng còn có những nhiệm vụ khác, ví dụ như xây dựng, thẩm định và thực hiện tất cả các quy trình kiểm tra chất lượng, đánh giá, duy trì và bảo quản chất chuẩn, đảm bảo việc ghi nhãn chính xác cho bao bì chứa nguyên vật liệu và sản phẩm, đảm bảo việc theo dõi độ ổn định của hoạt chất và sản phẩm, tham gia điều tra những khiếu nại liên quan đến chất lượng sản phẩm, và tham gia giám sát môi trường. Tất cả các hoạt động này đều cần phải được thực hiện theo các quy trình bằng văn bản và ghi vào hồ sơ nếu cần thiết. Việc đánh giá thành phẩm phải tính đến mọi yếu tố có liên quan, kể cả điều kiện sản xuất, kết quả kiểm tra trong quá trình, hồ sơ sản xuất, kể cả hồ sơ đóng gói, việc tuân thủ các tiêu chuẩn của thành phẩm, và việc kiểm tra thành phẩm sau cùng. Nhân viên bộ phận kiểm tra chất lượng phải tiếp cận được khu vực sản xuất để lấy mẫu và điều tra, nếu cần. Tất cả các phép thử phải theo các hướng dẫn trong các quy trình thử nghiệm bằng văn bản, có liên quan đối với mỗi nguyên vật liệu, và sản phẩm. Kết quả phải được giám sát viên kiểm tra lại, trước khi nguyên vật liệu hay sản phẩm được xuất hay bị loại. Mẫu lấy phải đại diện cho lô nguyên vật liệu được lấy mẫu theo đúng quy trình bằng văn bản đã được duyệt. Việc lấy mẫu phải được thực hiện sao cho, tránh được tạp nhiễm, hoặc các tác động bất lợi khác, đối với chất lượng. Những thùng hàng được lấy mẫu, phải được đánh dấu và niêm phong lại cẩn thận, sau khi lấy mẫu. Cần thận trọng khi lấy mẫu để tránh gây tạp nhiễm, hay lẫn lộn cho nguyên vật liệu được lấy mẫu, hoặc khiến nó gây tạp nhiễm, hoặc lẫn lộn cho những nguyên vật liệu khác. Tất cả dụng cụ lấy mẫu, có tiếp xúc với nguyên vật liệu phải sạch, phải đặc biệt thận trọng với một số loại nguyên vật liệu đặc biệt nguy hiểm, hoặc có hoạt lực mạnh. Dụng cụ lấy mẫu phải được làm vệ sinh và nếu cần,
phải được vô trùng trước và sau mỗi lần sử dụng. Dụng cụ lấy mẫu phải được bảo quản riêng, không cùng chỗ với các thiết bị kiểm nghiệm khác. Mỗi bao bì đựng mẫu phải có nhãn mang những thông tin sau. 1. Tên nguyên vật liệu được lấy mẫu. 2. Số lô hoặc mẻ. 3. Số của thùng hàng từ đó mẫu được lấy. 4. Số mẫu lấy. 5. Chữ ký của người lấy mẫu. Và 6. Ngày lấy mẫu. Những kết quả không đạt thu được khi kiểm nghiệm nguyên vật liệu hoặc sản phẩm cần được điều tra theo một quy trình đã được duyệt. Cần lưu hồ sơ về vấn đề này. 3. Yêu cầu thử nghiệm. Trước khi cho xuất một nguyên liệu ban đầu hay nguyên vật liệu bao gói cho sử dụng, trưởng phòng kiểm tra chất lượng phải đảm bảo rằng nguyên vật liệu đó đã được kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn về định tính, nồng độ, độ tinh khiết và các chỉ tiêu chất lượng khác. Mỗi thùng hàng nguyên liệu ban đầu phải được lấy mẫu để kiểm tra định tính. Mỗi lô, mẻ nguyên vật liệu bao gói có in ấn phải được kiểm tra sau khi nhận. Thay vì nhà sản xuất tiến hành kiểm nghiệm, có thể chấp nhận phiếu kiểm nghiệm của nhà cung cấp. Với điều kiện là, nhà sản xuất phải xác định được độ tin cậy của các kiểm nghiệm của nhà cung cấp thông qua việc thẩm định kết quả kiểm nghiệm của nhà cung cấp theo định kỳ phù hợp và thông qua việc kiểm tra cơ sở thực tế để đánh giá năng lực của nhà cung cấp. Phiếu kiểm nghiệm ít nhất phải có các thông tin sau. 1. Đặc điểm nhận dạng, tên và địa chỉ của nhà cung cấp đã cấp phiếu. 2. Chữ ký của cán bộ có thẩm quyền và công bố về trình độ của người đó. 3. Tên của nguyên vật liệu được kiểm nghiệm. 4. Số lô của nguyên vật liệu được kiểm nghiệm. 5. Tiêu chuẩn và phương pháp sử dụng. 6. Kết quả kiểm nghiệm. 7. Ngày kiểm nghiệm. Kiểm tra trong quá trình sản xuất. Hồ sơ về kiểm tra trong quá trình sản xuất phải được lưu giữ và trở thành một phần trong hồ sơ lô. Đối với mỗi lô thành phẩm, cần phải xác định bằng biện pháp kiểm nghiệm phù hợp rằng sản phẩm thỏa mãn các tiêu chuẩn thành phẩm trước khi được xuất. Những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn quy định hoặc bất kỳ tiêu chí chất lượng phù hợp nào đều phải bị loại. 4. Xem xét hồ sơ lô, hồ sơ sản xuất và kiểm nghiệm phải được xem xét, vị này là một hoạt động nằm trong quy trình phê duyệt để xuất lô sản phẩm. Bất kỳ sai lệch hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn nào của lô đó cũng phải được điều tra thấu đáo. Nếu cần, việc điều tra phải mở rộng sang các lô khác của cùng sản phẩm và cả các sản phẩm khác có thể có liên quan đến sự sai hỏng hoặc thiếu sót đó. Cần lập hồ sơ điều tra, trong đó có nêu kết luận và biện pháp tiếp theo. Mẫu lưu của mỗi lô thành phẩm phải được lưu giữ cho tới sau khi hết hạn sử dụng ít nhất 1 năm. Thành phẩm thường phải được lưu trong bao bì ngoài và bảo quản trong điều kiện khuyến cáo. Nếu bao bì ngoài đặc biệt lớn, có thể lưu mẫu nhỏ hơn trong các bao bì phù hợp. Mẫu lưu của hoạt chất phải được lưu giữ cho tới ít nhất 1 năm sau khi hết hạn sử dụng của thành phẩm tương ứng. Các nguyên liệu ban đầu khác phải được lưu tối thiểu 2 năm nếu độ ổn định của chúng cho phép. Mẫu lưu của nguyên liệu và sản phẩm phải đủ cho ít nhất 2 lần kiểm nghiệm lại đầy đủ tất cả các chỉ tiêu. 5. Nghiên cứu độ ổn định. Bộ phận kiểm tra chất lượng phải đánh giá chất lượng và độ ổn định của thành phẩm dược và nếu cần thì của cả nguyên liệu ban đầu và sản phẩm trung gian. Bộ phận kiểm tra chất lượng phải thiết lập được ngày hết hạn và các tiêu chuẩn về tuổi thọ dựa trên cơ sở các thử nghiệm về độ ổn định liên quan đến điều kiện bảo quản. Cần xây dựng và thực hiện một chương trình bằng văn bản cho việc xác định độ ổn định lâu dài. Chương trình cần có các yếu tố như 1. Mô tả đầy đủ về thuốc được nghiên cứu độ ổn định. 2. Bộ tiêu chí thử nghiệm đầy đủ và phương pháp thử nghiệm, có mô tả tất cả phép thử về hoạt lực, độ tinh khiết. Các đặc tính vật lý và các dẫn chứng có trong hồ sơ tài liệu cho thấy những thử nghiệm này chứng minh được độ ổn định. 3. Quy định có đủ số lượng lô nghiên cứu. 4. Lịch thử nghiệm cho mỗi thuốc. 5. Quy định điều kiện bảo quản đặc biệt. 6. Quy định việc lưu đủ mẫu. Và 7. Tóm tắt tất cả các số liệu thu được, kể cả việc đánh giá và kết luận nghiên cứu. Độ ổn định cần được xác định trước khi cho lưu hành sản phẩm và sau khi có những thay đổi đáng kể đối với quy trình sản xuất, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu bao gói. Cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe.